Chỗ đó mình có hai cặp kèn nha anh em. Cái họng nó là 27cm nha. Cặp này thì ngon hơn nè, cặp này của Bô nha. Có số series đàng hoàng nha. Cặp này của Bô nè. Cặp này là hơn 3 triệu một xíu nha. Còn cặp này là của gì không biết, nhưng mà cú là nó ghi Japan nha, Nhật nha. Xịn hết nha. Tất cả là bao xịn hết nha anh em. Cái này nó bằng nhôm, bằng gang luôn á nha anh em. Còn anh em lấy hai cặp thì mình tính sát đàn luôn nha. Cũng sát tết quá rồi anh em. Đó, còn hai cặp đó anh em nào quan tâm thì nhắn nha anh em ơi.